trong bản thương mại điện tử. Nó phải không làm gì sao chẳng đây thì vậy rồi là buổi sáng thứ bảy tiếng nói tiếng nói rồi chó xin giới thiệu ông bà Harry xin chào rất hân hạnh đây là con trai tôi Harry và là nó Justin chúng tôi rất thích ngôi nhà bao giờ cũng chuyển sang được xin ông bà Harry muốn mua ngôi nhà đây đúng là nơi mà tìm kiếm bao giờ anh chuyển đi và tôi cần nhà một ở sở hữu và vợ tôi muốn các kế hoạch cho biết anh bán từ một giá cao trả giá cao cho ngôi nhà thích chía cho chúng tôi lắm nhà thì chỉ trả cho ông đòi thôi nhưng chúng tôi nhất định phải có căn nhà một tuần sau đầu tiên như vậy là 10 ngày kể từ giờ khá tốt đấy chúng tôi sẽ ở đây đã 18 năm tôi không biết được các kế hoạch xin lỗi và anh ta nếu bán bây giờ thì tôi sẽ trả giá cao rất cao nhưng ông bà biết sẵn sàng cùng một bản lớn để mất tiền sau vợ chuyển nhà sớm người dân nếu ông bà chịu đánh giá thì là bao nhiêu thì năm ngàn đô la sẽ đủ đúng rồi và sẽ làm nên lịch sử cho sự nghiệp giải trí không phải rồi một hai ba ngàn bốn năm sáu bảy ngàn đây bắt tay ông ấy và cứ chuyển ra trong ngày này hợp lý cả đấy vấn đề duy nhất là tôi không được tất cả để mà cứ nhìn sân bay từ quá sớm đông về ta đang tìm hiểu sự kiện gì đấy đúng thế tôi cũng thắc mắc vậy ta tìm hiểu sự kiện gì đấy chỉ là một người đã ra được một tập từ sau một đêm này thôi anh ơi cảm ơn bố kể quá nói xem con đã nghĩ ra cái tên nào cho bé chứ nếu là con trai con biết tên Cody Cooper Riley là quái quái giống như quái lát ớt á à bố có thích ạ bố thích tên bé hơn Cooper hoặc Riley nếu đó là con gái thì sao? Nếu là con gái mà con thích tên là Chloe còn chẳng phải tên Mỹ cảm ơn bạn đừng không giống gì lắm và con cũng thích tên là Chibi và Sophie con có tên khác sẽ không biết sao con nhưng các bạn thích tên hết tên hoàng mà chẳng phải con trai đầu sẽ là tên hay hơn sao? Tất nhiên nó không cần tên là Chloe tên ai ở bên họ cố ý điểm nhà ta có một em thêm rồi một em thêm là Jay 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 là tên tuyệt vời chúng con chẳng cần thêm gợi ý xem xét của chúng ngủ rồi ai nói đúng mọi thứ đều ổn khi đi cùng họ có tương lai tôi tưởng họ của sẽ là Ben McKenzie sẽ được ăn bố muốn con sống cả đời với biết tên Cooper Ben McKenzie nghe sẽ như tiền thắng rồi họ như thế giải đó George chuyện gì thế này sẽ không có gạch ngang của họ nữa là biết gì rồi chỉ là lợi có hai họ thì hơn nhiều trong đấy trẻ chẳng ai trong chúng ta muốn mất đi gần họ nên mọi người lấy ra các tên họ thay thế. Con của con nó sẽ có họ thay thế khi mà Smith hay John hết. Vâng, vì không thể tạo ra Smith hay John từ họ của bọn con. Sẽ không thể lấy cuối để tạo ra một đám họ có thể là Emily, Jim, Mark và Bennett. Con bảo đấy có thể sẽ có cháu gái tên là Sophie Jackman. Vì vậy, có một giải pháp đơn giản. Josh Nina, anh chỉ là có mẹ đi mang họ bây giờ. Hay là cứ tôi cũng xem cái gì và chỉ để làm mất MC thôi hoặc bỏ mất MC đi chẳng phải như thế không biết sao chẳng có phân biệt bỏ tiền bàn được ấy tôi dám chắc mất MC là một điện thoại rất tốt đứa bé đã phải tìm được hai đứa em mất MC này bố nói gì đó thử gì đi nói xem hôm nay tôi bán được rồi anh phải nói gì cơ nên là anh quên không nói với em sáng nay khi mở cửa anh đã bán được rồi chúc mừng em bạn rằng anh chuyển đi đâu chúng tôi vẫn chưa biết chính xác nhưng có lẽ là ở cái quán biển à vẫn chưa chắc cả ơn nhiều nó sao cũng chưa bắt đầu bắt đầu ông gắn nào rồi không bố sao chị lại khóc vậy vì chị nghĩ bố mẹ con nghiêm túc về chuyện quán này chị được bố nhìn con để lại nghĩ không cùng đi học
Chào mừng chị đến với chương trình của chúng tôi.
你姐姐这墙真好防好。把这个老弟弟，把这两个进来。到这些外卖员，这个小主场办不好，你知道吗？这些配的主场办不进来呀？把这个外卖员，这手机都卖了。
ี่นะสหายสี่นะแต่ก็ติดอยู่ค่ะผมฉีดยาสักทีก็ติดแค่อีกสักทีก็มาที่ดี